Bộ cặp mã đang mưa rành rưỡi khắp thế gian, đời nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, trước khi con cung thỉnh ngài lên thuyết giảng bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Vinh Quá Tha Ná đã cho bài học. Bài học ngày hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Quốc Thác Cá Nika Giá Iti Quốc Thác Cá, chương 2, hai pháp phẩm 2, bài 41 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo thối đọa. Ngay trong hiện tại họ an trú trong đau khổ, với tàn hại, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thất hại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Này các tỳ kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi thanh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa. Ngay trong hiện tại họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến thối đọa khỏi trí tuệ. Hãy nhìn xem thế giới với hàng ngũ chư thiên an trú trong danh sắc, nghĩ rằng đây sự thật, nhưng thù thắng ở đời lại chính là trí tuệ. Trí tuệ dắt dẫn đến thể nhập được niết bàn, và chân chánh quán tri sự hoại diệt sinh hữu, chư thiên và loài người hoan hỷ được chiêm ngưỡng. Chư Phật chánh đẳng giác, những bậc giữ chánh niệm đầy đủ với trí tuệ, mang thân này cuối cùng, ý này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Ông Như Pháp thay mặt đại chúng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tự Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính chúc cầu tràng một buổi học pháp được an vui chuyên hóa. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học trở lại cái bài 40, 41. Thì rồi chúng ta học bài 40, 42. Giờ chúng ta học 41. Quý vị nghe nhỏ hả? Bây giờ cho thêm âm thanh là cho làm sao sư không biết. Tại vì ngày hôm qua đến giờ đâu có. Đâu có cùng chạm gì đến mắt. Thôi quý vị cố gắng, quý vị tăng lên đi. Còn nếu mà quý vị nghe không được nữa thì chúng ta bữa nay chúng ta nghỉ để ngày mai, để tuần sau cái nó ổn định bình thường trở lại chúng ta học.
Vậy chứ bây giờ biết sao vậy? Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh rất là quan trọng. Ở đây nói đến chúng sanh mà bị tổn giảm trí tuệ. Chữ Pahina ở đây vì quen xài cái nghĩa là thấu đoạn. Những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ Parihina, Parihina Arjaya, Panyaya, Parihina, tức là tổn giảm với trí tuệ cao thượng. Ở đây chữ thánh trí tuệ đó, thì chúng ta phải hiểu những cái nghĩa là cái trí tuệ cao thượng. Chúng sanh khi mà bị tổn giảm cái trí tuệ cao thượng thì chúng sanh đó họ bị thối đọa. Ở đây cái chữ Suparihina đó, Parihina tí có nghĩa là xuất thú. Parihina, chữ xuất thú mà giản lược là chữ 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 xuất. Ở đây chúng ta đừng có dịch là khéo. Khi nào mà xài cái chữ, thí dụ như xuất pha với tăng là xuất phát của tăng, chức tăng là tâm khéo tu tập, thì chúng ta dịch là khéo tu tập thì được. Cái đó cái nghĩa tích cực, nghĩa tốt. Còn ở đây chữ số xài trong cái nghĩa này thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa là quá hay là rất. Thí dụ như đá xanh nát là thấy, đút đá xanh nát là khó thấy, mà xuống đút đá đá, xuống đút đá xanh nát là rất khó thấy, rất khó thấy. Chúng ta nhớ về cà đá là làm, đúc cà rá là khó làm, mà sư đúc cà rá tức là rất khó làm. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa đây, không phải là khéo khéo thối đọa, đã là thối đọa nó rơi tởm xuống dưới bốn đời ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, làm sao gọi là khéo thối đọa. Phải chi mà một người mà họ từ ở trên cao, trên cây cầu cao, cái họ nhảy xuống sông họ tự vẫn. Mà khi họ nhảy như vậy đó thì họ để cho cái thân hình nó đứng thẳng đặng cho nó chìm sâu xuống dưới.
hay là một người mà họ biểu diễn nghệ thuật đó, thì họ tung mình lên cái bắt đầu họ lộn vài vòng mới rớt xuống, thì như vậy chúng ta gọi là khéo nhảy. Chúng ta xài cái đó được, còn ở đây thối đoạn không có thể nào là khéo được quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là quá thối đọa, quá thối đọa. Một người mà họ làm mất cái trí tuệ, Parihana chúng ta còn dịch là mất, mất cái trí tuệ, thì nó đưa đến cái cuộc sống của họ nó rơi vào cái hoàn cảnh khổ, ưu não, nhiệt não. Thì cái ý nghĩa ban đầu là chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Còn bây giờ khi mà chúng ta đọc qua bài kinh này, chúng ta phải hiểu tại sao chúng sinh mất cái trí tuệ là đưa đến cái cuộc sống thối đọa. Dạ Xoa Lâm Có Cá đã hỏi Đức Phật một câu: Cái thân chi vinh chi vô tác mau xê thăng, đời sống thế nào gọi là đời sống cao quý? Thì Đức Phật lại trả lời rằng: Banh nha chi vinh chi mau xê thăng, đời sống trí tuệ gọi là đời sống cao quý. Cho nên mất trí là mất trí tuệ đó, là đời sống của chúng ta là nó tục. Hoặc là như câu nói Cật thăng Parisuddhi, làm thế nào mà được thanh tịnh? Thì Đức Phật này giả trả lời rằng: Banh nha giác Parivisuddhi Visuddhi. Chúng sanh được thanh tịnh nhờ cái trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ nó làm chủ, nó quan trọng lắm. Ở trong Đạo Phật, Đức Phật Ngài chú trọng về trí tuệ. Niềm tin thì phải có, nhưng mà không phải sống bằng cái lòng tin không, mà phải sống bằng trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ đó, thì làm được nhiều việc. Có trí tuệ là đối phó được nhiều tình huống. Đức Phật này cũng dạy rằng: Này chư tỳ kheo, ở đây có sự lo sợ muộn, thất vọng khởi lên, thì cái sự lo sợ sầu muộn thất vọng đó chỉ khởi lên cho cái người thiểu trí, chứ không có khởi lên cho cái người trí tuệ. Người trí tuệ là người không có cái sự sợ hãi, không có sự âu lo, không có sự buồn phiền. Bởi vì cái người có trí tuệ là họ biết trước tiên. Ở trong cái bài học này đó,
Chúng tôi muốn trình bày với quý vị ba vấn đề thôi. Trong cái bài kệ Pháp Cú số 6, Đức Phật ngài dạy rằng: Pare chana vichananti maya metta yama masi ye chattha vichananti tato sammanti metaga. Những kia không hiểu biết hay là nhóm kia không nhận thức, chúng ta hãy kiềm chế. Ai hiểu được điều ấy, tranh luận được lắng êm. Ở đây thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có những sự xung đột rầy rà, cãi vã, ấu đả, mắng giết với nhau, đánh đập lẫn nhau và sát hại lẫn nhau. Tất cả đều là do mỗi một con người của chúng ta không có biết tự chế, không có biết kiềm chế bản thân mình. Làm sao để chúng ta biết kiềm chế? Ở đây thưa quý vị, một người kiềm chế được bản thân để không xảy ra xung đột nhờ người đó nhận thức rằng đời sống này kết thúc bằng cái sự chết, chúng ta rồi sẽ phải chết. Tranh luận, xung đột, cãi vã nhau để làm gì? Cuối cùng thì ai cũng phải chết. Nhờ suy nghĩ như vậy cho nên mình kềm chế được bản thân mình, tránh mọi cái sự xung đột. Lại nữa, một người có trí tuệ họ kềm chế được bản thân khi mà họ nghĩ rằng khi mà chúng ta xung đột với nhau đi đến cái chỗ mắng chửi nhau, đánh đập nhau và giết hại nhau, như vậy thì mình sẽ sống trong cái sự khổ, sống trong cái sự khổ. Có những chuyện chúng ta thấy nó rất là vô lý khi mà một người đang giận với hàng xóm, do cái tâm sân giận đó họ bắt đầu gân gỗ lên để họ cãi vã, họ chửi lộn vì cái nộ khí nó dồn dập cái người đó bị đứt gân máu rồi cái bị đột quỵ. Quý vị thấy chết rất là lãng. Cho nên chúng ta phải biết kiềm chế bản thân thì như vậy chúng ta sẽ tránh được cái hậu quả đó. Rồi lại nữa, người trí
họ biết kềm chế bản thân để tránh khỏi sự xung đột cãi vã đó, bằng cách là họ suy nghĩ khi mà tranh cãi nó có lợi ích gì, ta phải hao hơi tổn tướng rồi phải mất nhiều thời gian quý báu thay vì cái thời gian để đi cãi lộn đó, cái thời gian đó để bỏ ra để mình dành cái thời gian đó mình hành thiền hoặc là mình xem kinh hoặc là làm những cái chuyện thiện sự có lợi ích, nó hay hơn là mất nhiều thời gian để mà dàn trận tranh đấu với người khác, cãi vã với người khác, xung đột với người khác. Cho nên á, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng trong cái cuộc tranh luận, tranh cãi, xung đột khởi lên, nếu một người, nếu những người đó đều có cái sự nhận thức và tự dạy tâm mình, chúng ta hãy biết kiềm chế. Thời như vậy cái sự tranh, cái sự tranh cãi đó, sự xung đột đó nó không xảy ra. Lúc bây giờ ở tại thành Kosambi, trong chùa Nikrotharama, có hai vị tỳ kheo trưởng lão, một vị là pháp sư, một vị là luật sư. Cả hai đó cái hội chúng đệ tử riêng hết, nhưng mà cùng chung ở trong chùa. Chỉ vì một việc nhỏ nhặt, mà vị pháp sư vô tình vi phạm khi mà đi vào trong nhà xí để cái gáo nước còn một chút ít nước thôi, vị luật sư bước vào thấy vậy mới nhắc. Hiền giả đi nhà vị xí, đi nhà xí mà để chút ít nước như thế này là phạm luật, phạm tội tác ác. Thì cái vị pháp sư nói: ồ, tôi không biết, nếu vậy thì tôi xin sám hối, ngài hãy chứng nhận cho tôi. Thì vị luật sư nói: ở không biết thì không có tội, chỉ nhắc vậy thôi. Rồi cái vị luật sư về chùa, khi mà chiều tụ họp lại đệ tử để mà dạy đó, vị này nói: các sư nên học luật, biết luật, chứ như pháp sư kia chứ thuyết pháp này kia, nhưng mà luật lệ thì không biết, cho nên đi cầu mà lại để chút nước vậy, vân vân. Thì đệ tử của vị luật sư đó ghìm cái câu chuyện đó. Qua ngày hôm sau khi mà gặp đệ tử pháp sư, còn hai bên, vị đệ tử vị luật sư chỉ trích thầy của nhóm kia, pháp sư mà không biết luật, vân vân. Thì đệ tử nhóm kia mới về mét lại với ông vị pháp sư. Pháp sư mới nói rằng: cái ông tỳ kheo luật sư này cũng phạm luật, chuyện đã giải quyết xong, ta đã sám hối rồi, vị đó còn nói là không biết không có tội, vậy mà bây giờ lại nói ta phạm tội, cái đó là nói dối. Rồi bắt đầu các đệ tử pháp sư có cái cớ đem qua để mà chỉ trích lại cái nhóm đệ tử của vị luật sư. Thế là hai bên tranh cãi với nhau, ai cũng bên ông thầy của mình và nói xấu người khác. Dần dần rồi cái sự tranh cãi đó nó càng nặng nề hơn, đi đến cái chỗ chia rẽ. Tăng trong chùa chia làm hai phe,
Và thị nam tín nữ đi đến chùa thì họ hộ độ cho các tỳ kheo. Họ nghe chuyện như vậy thì có số người họ có cảm tình với vị luật sư thì họ đứng về phe vị luật sư, còn cái nhóm kia thì đi đứng về phe vị pháp sư. Thế là Phật tử cũng chia rẽ nhau nữa. Có tình trạng đó được một vị tỳ kheo khách tăng biết mới về Tông Quán Á mà mét lại với Đức Phật. Đức Phật ngài đã gửi người nhắn gửi các vị tỳ kheo hãy hòa hợp lại, nhưng mà các vị không nghe. Đức Phật là đích thật, ngài thân hành đi đến đó, ngài nhắn, ngài dạy, ngài giáo cũng không nghe. Đức Phật ngài đi vào rừng Palijaka nhập hạ ở đó, thì ở tại trên Tông Quán Á sau có thi các thị nam tín nữ cũng có dịp gặp Đức Phật ở tại Kosambi. Đức Phật đến rồi ngài đi liền, cho nên các cư sĩ đi đến chùa cũng không gặp, họ không được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bây giờ họ mới phát hiện ra là do vì các vị tỳ kheo tranh chấp với nhau, chia rẽ nhau, không nghe lời giáo huấn của bậc đạo sư, cho nên họ đồng lòng là họ không hộ độ ai hết. Thế là trong 3 tháng hạ đó, các vị tỳ kheo sống hết sức khổ sở, đi khất thực cũng không có người để bác. Các vị đó hối hận và chờ đến khi ra hạ mới kéo nhau về kỳ viên chỉ tóc quá nắng. Thì lúc bấy giờ 500 vị tỳ kheo đó có đại đức Ananda mới đi vào trong Pali Leyaka để đảnh lễ Đức Phật và thỉnh Đức Phật về kỳ viên Chaitanya. Thì lúc đó có cô độc cũng như Phật tử ở tại chùa kỳ viên Chaitanya Savatthi với Đức Vua Vasena đến đi đến, và họ nhìn các vị tỳ kheo Kosambi, họ với một cái ánh mắt chỉ trích, xem thường các vị đó, hổ thẹn mới đảnh lễ Đức Phật và xin sám hối. Đức Phật mới thuyết cái bài kệ trên đó, thưa quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta, những cái cuộc tranh cãi vô ích, những cái cuộc rầy rà hay là xung đột, nếu mà người có trí tuệ thì họ sẽ dập tắt liền bằng cách là họ tự nhận thức là chúng ta hãy kềm chế, mà kềm chế bằng ba cái cách suy nghĩ đó chúng tôi đã trình bày quý vị, thì như vậy giờ chúng ta mới đem đến sự an lạc. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai đó, người mà có trí tuệ hiểu được Phật pháp, hiểu được chánh pháp sẽ khiến cho họ rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi này. Đức Phật ngài dạy rằng đi kha charakato rati đi khan san tassa yo chanang đi khu palanang sansaro sattamang avichana tang, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu được chánh pháp. Đức Vua Vasa Đi. Vì có chuyện trằn trọc không ngủ được, trông mau trời mau sáng, thì vua cảm thấy đêm dài. Còn anh chàng hộ vệ quân của vua Vasena Đi bị mệnh lệnh của vua đưa ra là phải đi đến đó và lấy được cái thứ về
Nếu mà sáng mặt trời mọc ngày hôm sau mà về không tới đó, không hoàn thành cái mệnh lệnh đó thì sẽ bị tử hình. Cho nên anh ta sợ lắm, vì anh ta đi suốt một cái chặng đường dài, vừa đi vừa về. Khi mà anh ta về tới, anh ta chỉ còn có cỡ khoảng chừng một vài do tuần nữa là anh ta đã tới cổng thành. Nhưng mà anh ta quá mệt mỏi, cho nên anh ta cảm thấy cái đoạn đường một hai do tuần xong mà nó dài quá. Và khi anh ta tới cổng thành đó thì cửa thành đã đóng, bị trời tối. Anh ta mới ghé qua chùa Chitavana để nghỉ qua đêm. Thì sáng hôm sau, sáng sớm, Đức vua vào vào chùa đảnh lễ Đức Phật, cũng gặp anh chàng lính đó. Rồi vua bạch với Đức Phật là đêm qua cảm thấy đêm dài quá do mất ngủ. Còn cái người lính đó thì nói: ngày hôm qua con đi đường con mệt mỏi quá, con cảm thấy con đường dài quá. Đức Phật này gom hai cái chuyện đó lại, ngài mới thuyết cái câu kệ pháp cú này. Cũng vậy, cái người thiểu trí không hiểu biết chánh pháp đó, thì luân hồi kéo dài. Thì ở đây khi mà chúng ta tu tập đó, thưa quý vị, chúng ta đừng có mà mất cái thời gian vô ích để chúng ta làm những cái chuyện này chuyện khác, mà chúng ta bỏ quên cái việc là chúng ta đi học hiểu chánh pháp và thực hành theo chánh pháp. Chúng ta nhớ hả, khi nào chúng ta bỏ rơi cái trí tuệ đó đó là luân hồi chúng ta kéo dài. Dầu cho chúng ta hiện tại đang ngồi ở trong chùa, hay là một người cạo tóc đắp y cà sa, là người xuất gia, nhưng mà chúng ta bỏ cái thời gian để làm cái việc vô ích, không có phát huy cái trí tuệ của mình để hiểu thông chánh pháp, thì như vậy cái sự luân hồi nó sẽ kéo dài vô tận. Ngược lại, nếu một người mà biết Phật pháp đó, biết được chánh pháp, họ biết được thân của quẩn này là khổ, họ biết được chính do vô minh và ái là nhân sanh khổ. Chỉ có niết bàn khi mà diệt được vô minh ái rồi á, thì mới chấm dứt khổ, đoạn diệt khổ. Mà muốn đạt đến cái đoạn diệt khổ niết bàn thì phải hành theo cái con đường bát chánh đạo, thì người đó nỗ lực cố gắng để thực hành theo cái đó và luôn luôn quán thấy vô thường, khổ đau, vô ngã, thì như vậy người đó sẽ rút ngắn cái dòng sanh tử luân hồi lại. Quý vị nên nhớ, bất thiện nghiệp hay là ác pháp mà mình làm theo thì nó càng tiếp nối cái sự sanh tử luân hồi vô tận, không có hồi kết thúc. Nhưng mà đối với thiện pháp mà chúng ta làm bằng cái trí tuệ thì chúng ta sẽ rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi lại. Nó có cái điểm dừng ở phía trước. Quý vị cứ đặt tin như vậy đó, đặt niềm tin như vậy. Cho nên ở đây đó, cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói, cái trí tuệ rất là quan trọng, vì chính cái trí tuệ đó nó rút ngắn sanh tử luân hồi lại. Khi mà chúng ta hiểu thông được chánh pháp. Và cái việc thứ ba mà chúng tôi muốn trình bày ở đây
là cái trí tuệ ở trong thiền quán, trong thiền minh sát. Người Phật tử chúng ta khi mà tu tập thì chúng ta nhớ một điều như thế này: ngay trong hiện tại khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta thường xuyên dùng cái trí tuệ đó để mà quán niệm các hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì như vậy nó sẽ đưa đến cái sự giải thoát. Như Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài dạy cho ba nhóm tỳ kheo về cái việc Sape Sankhara Anicca Tisya Panya. Khi nào với trí tuệ quán thấy các hành là vô thường, sẽ yểm ly sự khổ, đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến Niết Bàn. Sape Sankhara Dukkha Tisya Panya Vipassati Thanh. Khi nào với trí tuệ quán thấy các hành là khổ đau, sẽ nhàm chán, sẽ yểm ly sự khổ, đó là con đường đến thanh tịnh. Sape thamma anattati yada panya vipassati. Khi nào với trí tuệ quán thấy các pháp là vô ngã, sẽ yểm ly sự khổ, đó là con đường đưa đến thanh tịnh. Cho nên trong đời sống tu tập của chúng ta đó, mặc dù chúng ta không có mệnh danh là vị thiền sư, không có mệnh danh là vị thiền sinh, nhưng mà chúng ta biết được phải tu tập như thế nào thì mỗi một bước đi, mỗi một cử chỉ, mỗi một hơi thở ra vào, chúng ta đều nhận thức cái sự sanh diệt của danh và sắc, thấy được cái sự sanh diệt đó, tức là chúng ta thấy được cái sự vô thường. Quý lắm thưa quý vị, nó quý đến nỗi mà Đức Phật Ngài dạy rằng vô chừng quá sát tăng chi quê à bát sanh ô ô để dắt thời gian e ca hang chi quê tăng xây vô bát sạch tô ô dắt thời gian dù sống cả trăm năm nhưng không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn dù sống một ngày cũng tốt hơn đối với người thấy được pháp sanh diệt. Đức Phật là nói như vậy đó, có nghĩa là dầu cho tuổi thọ chúng ta chỉ sống một ngày thôi rồi chết, nhưng mà trong ngày này mà chúng ta cố gắng dùng cái trí tuệ để chúng ta quán thấy cái sự sanh diệt ô đại giác, quá giác gọi là ô đời giác của danh và sắc, như vậy cũng tốt hơn. Vì sao? Vì khi thấy được sanh diệt tức là tâm đã nhổ lên tham ái, nhổ lên sân hận, nhổ lên si mê tà kiến ngã mạn. Cho nên chúng ta cứ thực hành theo cái pháp đó. Ở đây khi mà người Phật tử chúng ta hiểu biết được ý nghĩa này,
thì chúng ta khỏi cần phải bôn ba đi tìm ở những nơi mà người ta tổ chức cái khóa thiền để làm cái gì. Vì nếu mà chúng ta bôn ba đi đến đó, nhiều khi cái đề tài mà vị pháp sư đưa ở cái vị thiền sư mà dạy đó, dạy cho một cái đại thể hội chúng, nhiều khi không hợp với mình. Với hơn nữa cảnh lạ, người lạ ngồi chung với nhau lại ở trong một cái thiền đường, khi mà chúng ta ngồi chúng ta quát, người ở phía sau nhìn tới, nhìn sau lưng mình, người bên hông nhìn ngang mình, rồi mình ngồi sau lưng người khác, mình mãi bị chi phối cái lưng của người ta ngồi ở phía trước, thế là chúng ta hành thiện được, tập trung không được. Tại sao chúng ta không có học ngay từ kinh điển giáo lý của Đức Phật? Chúng ta tự kiếm cái chỗ an tịnh, cái chỗ yên tĩnh thanh vắng, chúng ta ngồi lại trong cái chánh niệm tỉnh giác và trí tuệ làm chủ tình hình, là chúng ta cứ chánh niệm hoài, chánh niệm hoài, hơi thở ra hơi thở vào, biết rõ biết rõ, rồi sau đó dùng cái trí tuệ để chúng ta phân tích cái nào là danh, cái nào là sắc. Danh sắc đó nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào. Nó sanh diệt vô thường, dẫn đến cái sự khổ là như thế nào. Khi mà chúng ta phân tích như vậy đó, thưa quý vị, đâu phải là chúng ta tu tập một khóa 10 bữa, 10 ngày hay là một tháng vậy là xong đâu. Chúng ta cứ kiên trì và chúng ta tu tập bền bỉ từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi nào chúng ta thuần thục và cái trí tuệ mà nó đạt được thánh đạo thánh quả thì như vậy là tốt. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong chú giải chỗ này nói rằng là dầu cho chúng ta không có đạt được thánh đạo thánh quả đi nữa, nhưng mà cái trí tuệ mà thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc, cái trí tuệ đó cũng là thánh trí, cũng thuộc về trí tuệ cao thượng. Rồi khi mà niệm danh sắc quán vô thường khổ đau vô ngã, là chúng ta gọi là sammasana ñana, là cái trí tuệ thẩm sát tam tướng. Khi chúng ta thuần thục hơn thì chúng ta thực tế là thấy sự sanh diệt của danh sắc, gọi là udacchaya ñana, là sanh diệt tuệ. Hành ráng thêm nữa, chúng ta sẽ thấy danh sách này nó hoại diệt không ngừng. Giống như chúng ta ngồi trên xe, lúc đầu xe nó chậm thì mình còn thấy, nhìn bên lề đường chúng ta còn thấy cây trụ điện hay cái hàng cây ở xa nó chạy lại rồi nó chạy qua, đó là xanh diệt. Nhưng mà đến xe chạy nhanh đó là chúng ta chỉ thấy đây vụt vụt qua thôi, đó là phân gác nhà nát, tức là thấy cái thân danh sắc này nó
luôn luôn hoại diệt, luôn luôn hoại diệt. Thấy như vậy rồi chúng ta đến cái gì nữa? Ở đây thưa quý vị, chúng ta thấy như vậy đó thì bắt đầu chúng ta thấy danh sách này là nguy hiểm, danh sách này đáng sợ, gọi là phải về nhà nó, danh sách đáng sợ. Chứ không phải lúc đó tâm của hành giả sợ, tâm sợ là cái tâm tâm sân, cũng này không phải, thấy danh sách đáng sợ và phải về nhà nó. Khi mà thấy được danh sách đáng sợ thì mình mới thấy được cái sự nguy hiểm của danh sách. Adinavajñana, thấy được cái sự nguy hiểm của danh sắc thì lúc mà chúng ta mới nhàm chán, gọi là Nibbidañana. Khi đã nhàm chán thì mình muốn, cái vị hành giả mới bắt đầu muốn thoát khỏi cái danh sắc mà nó diễn biến sanh diệt này. Gọi là mươn chí tú công gia ta nha ná, là dục thoát tuệ. Rồi khi mà mong muốn như vậy hành giả sẽ cảm thấy cái gì phải đến tất sẽ đến, dầu cho mình muốn cũng không được. Trái cây chưa chín đừng có hái sớm, đến khi nó chín rồi thì tự khắc nó sẽ rụng. Cho nên vị hành giả trở lại Patisankha nhà nát đã giảng trạch tuệ, bây giờ là quán xét trở lại tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã bình thường, cho đến khi mà tâm của vị hành giả đạt đến cái gọi là Sankhāruparikṣañāna, tức là nhìn các pháp hữu vi với tâm vững dưng. Pháp hữu vi đây là pháp hành, cho nên gọi là hành xả tuệ tăng cao đối với thân nhà nó. Nếu như mà vị hành giả đó mà có cái tâm nguyện gặp được Đức Thế Tôn Mới Tây Giá trong tương lai, cho nên ngay trong hiện tại không có chứng được đạo quả, thì vị này sẽ dừng lại chỗ hành xả tuệ, không có tiến thêm nữa. Còn nếu vị hành giả nào mà có duyên lành ngay trong hiện tại, kiếp này là kiếp chót rồi, thì vị hành giả đó sẽ vượt qua hành xả tuệ để đạt đến cái thuận thức tuệ Anuloma nhà ná, đến tộc tuệ Gotrafu nhà ná, rồi đi đến đạo quả, cái tâm đạo tuệ quả tuệ sinh khởi. Cái quy trình trí tuệ giác ngộ của chúng ta là như vậy thôi. Hiểu được điều đó đó là chúng ta giống dệt, nhìn chỉ tay ở trên cái bàn tay vậy thưa quý vị. Hoặc là một người đi đường mà đi du lịch mà trong tay họ có cầm cái bản đồ của cái xứ sở họ đến, họ cầm bản đồ họ đi, họ có sợ lạc. Quý vị làm sao trong cái cuộc sống tu tập này chúng ta phải có cái bản đồ trí tuệ, chúng ta hiểu hết đường đi nước bước. Thật ra đó, Phật tử chúng ta không phải là chứ không muốn trả lời mỗi khi mà quý vị hỏi. Quý vị hỏi pháp đó, những điều mà không có, không biết đó, thì sư cũng rất hoan hỷ để trả lời. Nhưng mà từ trước đến giờ sư để ý, nhiều khi Phật tử hỏi là hỏi như vậy, sư trả lời là trả lời như vậy, nhưng mà quý vị nghe không có chịu cất ở trong tâm để đem ra thực hành,
hỏi cho có hỏi như vậy thôi. Thì cái đó cũng là cái thiệt thòi của chúng ta. Không lẽ suốt cuộc đời của chúng ta đến lúc chúng ta mệnh chung, chúng ta vẫn còn thắc mắc cái này, thắc mắc cái kia để chờ hỏi sao? Cho nên là quý vị cố gắng làm sao cho nghe pháp, phải hiểu pháp. Hiểu pháp rồi chúng ta nắm vững yếu lý để mà chúng ta áp dụng, chúng ta tu tập. Khi mà chúng ta đã có cái trí tuệ mà tu tập như vậy đó, thì ngay trong hiện tại này chúng ta mới an trú ở trong an lạc được. Không có sự tàn hại, không có ưu não, tức là không bị phiền não nó tấn công. Không bị phiền não tấn công. Rồi sau khi thân quả mạng chung, chờ đợi là thiện thú, tức là khỏi lành. Quý vị cứ tu tập như vậy. Những cái bài học này ngắn gọn thôi thưa quý vị, nhưng mà chúng ta hiểu được, thẩm nghiệm được, thì chúng ta sẽ thấy đó là một bài học rất sâu sắc, giống như là những bí kíp, những cẩm nang để mà chúng ta bỏ theo trong người. Mỗi khi mà gặp nguy biến, chúng ta mở cẩm nang đó ra thì chúng ta sẽ có được một cái phương pháp mà đối phó với hoàn cảnh. Ở trong cuộc đời này không có cái gì mà không giải quyết được thưa quý vị. Từ cái chuyện phải đối xử với mọi người trong gia đình, hay là từ cái chuyện phải đối xử với mọi người ở ngoài xã hội, từ cái mà mình phải đối phó với những phiền não trận giặc lòng, rồi ngay cả đến cái chuyện mà chúng ta phải giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi, vân vân, Đức Phật đã dạy cho chúng ta hết. Thương lắm thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã trong quá khứ đã trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp để thực hành ba la mật, và kiếp hiện tại này Ngài đã đạt được cái trí giác của bậc chánh biến tri. Rồi Ngài đem Ngài dạy cho chúng sanh. Mà nếu mà bây giờ chúng ta không có chịu nghe, không có chịu học, không có chịu thực hành, thì như vậy chúng ta không có gì. Có những trường hợp mà sư muốn nhắc cho các Phật tử như thế này. Ví dụ, bây giờ khi mà Phật tử chúng ta chỗ này chỗ kia chúng ta nghe Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh viên tịch, hay là chúng ta nghe một vị trưởng lão thông suốt tâm tạng ngày thứ 12 đó mà tịch, thôi mình lên mình than khóc thương tiếc, mình ca ngợi, mình tán thán, mình cảm thấy như mất đi cái chỗ nương tựa, vân vân. Thử hỏi chúng ta làm như vậy có lợi ích gì? Những gì mà chúng ta đã học hỏi được từ nơi các ngài đó, hoặc là tại sao chúng ta không làm như các ngài, như là ngài thông suốt tâm tạng kinh điển, tại sao mình không chịu học hỏi để mình thông suốt tâm tạng như ngài? Và có nhiều người thậm chí họ còn tân bốc, họ đưa lên chắc ngài đạt đến niết bàn cao quý. Cái chuyện mà ngài khi nếu giả sử như ngài niết bàn thì cái đó là tốt cho ngài thôi, chứ đâu có tốt đâu.
Mình phải tự làm sao để mà chúng ta chấm dứt cái khổ sanh tử luân hồi cái đã. Cái đó là một điều rất là quan trọng thưa quý vị. Sư nhắc ở đây để các Phật tử chúng ta chú ý. Bây giờ sư còn sống, sư giảng cho quý vị nghe pháp như vậy. Khi sư chết rồi quý vị đừng khóc chi, đừng có than. Những gì mà quý vị đã nghe rồi, đã học rồi, đã hiểu rồi thì cứ y theo đó mà tu tập và thực hành thôi. Vậy là được rồi, là tốt rồi. Còn quý vị ngồi đó mà than khóc, nó không có ích lợi gì hết. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ mới được. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta đã hết giờ. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Ồ, không thấy Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức Quang Hỷ phúc phước báo cho râm dùm. Ồ, Đại Đức Minh Hạnh có mặt không hả? À, dạ có, dạ có. Xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho râm. Nam Mô Bụt Thầy. Nam mô Tu Sắp Mang Ga Lang Rak Khan Tu Sắp Pa Đề Quát Sắp Pa Bụt Đa Nụ Pha Quê Na Sa Na Sa Thị Pa Quan Tu Tê Bác Quát Tu Sắp Mang Ga Lang Rak Khan Tu Sắp Pa Đề Quát Sắp Pa Nam Ma Nụ Pha Quê Na Sa Na Sa Thị Pa Quan Tu Tê Bác Quát Tu Sắp Mang Ga Lang Rak Khan Tu Sắp Pa Đề Quát Sắp Pa Sang Kha Nụ Pha Quê Na Sa Na Sa Thị Pa Quan Tu Tê. Tất cả mọi văn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì nguyên giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng.